bạch tuộc nè mọi người, 1 kg 400.000 Việt Nam đồng. Bạch tuộc con nha. Nó còn sống nhăn răng nè, rất là tươi rối luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy cái mực của nó ra. Đang thùi lùi luôn á. Trời ơi, nó đen còn hơn mực tàu đó mọi người. Wow. Cua nè mọi người, cái này giống như là cua đá hay là sao đó. Nó rẻ hơn cua rẻ bông nhưng mà nó cứng. Mấy con cá này không biết cái gì mà nó nhìn giống giống như cá lưỡi trâu vậy đó, nó chèm bẹp à mọi người. Bạch tuộc sau khi mình đã mua về tới nhà, rửa sạch sẽ xong xuôi, nằm nghiêng để gáo nước. Bây giờ mình bắt đầu vô cái phần gia vị nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ chế vào đây một ít nước. Tiên sẽ cho vào đây một ớt tươi xay nhuyễn. Đây là ớt mình hái trên rẫy của ba chồng nè. Mình sẽ dùng ớt tươi cho màu nó đẹp, với lại nó cay banh nóc. Thêm một xíu bột ớt khô vô nữa. Một ít tỏi xay nhuyễn. Một ít rượu soju. Giả bộ đập ít chai vậy thôi chứ có biết gì đâu. Thấy mấy diễn viên trong phim hay là mấy dân trong quán bar uống là hay có vụ đập chai rồi lắc qua lắc lại vậy nè mọi người, có ai biết vụ đó không? Một ít nước mắm nhỉ thơm ngon. Một tí xíu muối. Một tí xíu đường, tại vì mình không thích ăn đường nhiều mọi người. Một tí xíu tiêu nữa, tại vì trong cái nước mắm với lại muối có bột ngọt sẵn rồi, cho nên mình sẽ không thêm bột ngọt vô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Wow, cái mùi nó bốc lên rất là cay luôn mọi người, nhưng mà rất là thơm ngon. Bây giờ Tiên sẽ cho bạch cốt tinh vào, ý lộn, bạch tuộc con. Chùm. Bùm. Mình sẽ đậy nắp lại và trong khoảng 15 phút. Wow, chín rồi mọi người ơi. Nó không phải là đỏ bình thường luôn á, mà đỏ đậm luôn á mọi người. Rất là ngon luôn, nóng hổi.
chanh. Bây giờ ăn thôi mọi người ơi, rất là nóng hổi, mình phải tranh thủ ăn. Dùng tay bóc không biết là có bị cay không, nhưng mà mình phải ăn bằng tay thì nó mới ngon được. Cái này là bạch tuộc con mọi người, nó chưa có lớn hẳn, kiểu như gái 18 mới nhú vậy đó, cho nên là mình ăn nguyên con luôn, không cần phải cắt ra. Vừa ăn luôn mọi người. Cái này là mình không cần phải chấm gì luôn á, vừa ăn luôn. Dưa leo. Wow, khá là cay mọi người. Bạch tuộc này á cũng dai, nhưng mà không có dai bằng mấy con bạch tuộc già. Thì cũng có vị tươi ngọt ngon. Cái đuôi nè mọi người. Thịt ở cái đuôi á, cái xúc tu của nó sẽ mềm hơn thịt ở cái phần đầu của nó mọi người. Ăn thêm miếng ớt nữa. Cay quá. Wow. Wow. Cay xịt khói luôn mọi người ơi. Wow. Bây giờ mình ăn mình cảm giác như là mình giống như là Hồng Hài Nhi đó. Ăn một hồi là có thể là nói mà phụt từ lửa ra trong miệng luôn á, pha lửa luôn á mọi người. Dám ăn xong mâm này thành tiên luôn ạ. Dưa leo rất là giòn luôn. Mực này mình mua là 400 ngàn một ký, đúng rồi, 3 ký, cái mâm này là 3 ký, tiền Việt Nam đồng nha mọi người. Ừ.
mực rất là tươi luôn, ăn cảm giác rất là tươi ngon, ngọt mà nó dai. Nếu mà nó không dai thì nó đâu phải là mực nữa. Mình phải lấy kéo mình cắt ra mới được. Nói nào ngay chứ nó cũng dai như đĩa vậy đó, chứ không phải là nó bình thường. Mới đầu tính ăn nguyên con luôn rồi, không cần phải cắt. Mà ngay hồi thấy nó mỏi miệng quá mọi người. Ngon nhưng mà mỏi miệng. Bạch tuộc này nó mực lắm nè. Mực đen, đen xì luôn á. Bữa nay ở Hàn Quốc rất là nóng mọi người, 35 độ luôn. Mọi người tin không? Bật máy lạnh mà vẫn không mát. Bật máy lạnh mình chỉnh xuống 26 độ nhưng mà nó vẫn không mát. Ở là mình phải chỉnh xuống 18 độ. Và bật cái chế độ là gió mạnh hết block luôn á. Và mở thêm cái quạt gió kế bên nữa để cho nó, khi mà không khí lạnh nó phà ra thì cái quạt gió nó sẽ truyền cái hương, cái không khí đó đây đi xa. Nó giống như là hương niêm bay xa vậy đó. Thì nó mới mát được. Kinh khủng khiếp luôn. Nóng tới đó mà bật máy lạnh mà vẫn không mát là biết cỡ nào đó mọi người. Bây giờ mình không cần biết là ở bên Hàn Quốc hay là ở bên Việt Nam hay là ở nước nào, miễn nó mùa hè là nó nóng thôi. Ghê thiệt. Ăn cái này luyện tập cơ hàm được chứ lắm nè mọi người. Ai mà bị cứng hàm, ê hàm rồi đó, là mua bạch tuộc về nhai đi. Đảm bảo là không chừng là có 6 muối luôn đó. Vị nó mặn, cay, rồi cũng vừa ăn luôn. Cái này nè, mà gặp mấy đứa con dâu nào mà trời đánh á, ghét bà chồng á, làm mấy món này nè cho bà chồng ăn. Bà chồng mà già mà kiểu cũng găng nha, không còn sức lực, cũng tầm 70-80 chứ phải là trẻ như mẹ chồng mình nha mọi người. Cho bà nhai cái này, làm chừng một tháng là bà đi luôn. Sao cái đuôi này nó ú như ta? Nó có một khúc nè. Con thứ hai. Còn mấy là gặp mấy bà má chồng nào mà kiểu chằn ăn chằn quắn đó, con dâu mới đẻ nó còn non nớt rồi đó, còn yếu ớt rồi đó, mua bạch tuộc này cho nó ăn, nó nhai rụng răng luôn.
chào mọi người. Xin chào mọi người đi con. Mới ngủ dậy. Cha ơi. Đó, Hà Vinh cũng xin chào mọi người. Ăn tiếp con thứ hai nha bà con. Nước chanh soda mọi người ơi. Bác hàng sớm bà đi đón chồng bà về. Hãy dưới nồi ăn đi con. Rồi ăn đi con. Cửa của cái bà hàng xóm này nè, mỗi lần đóng một cái là gầm gầm luôn mọi người, rất là ảnh hưởng tới mọi người xung quanh luôn á. Đóng một lần là giống như là cái chuông báo động vậy đó, mà bà không biết sửa. Mỗi lần bà đóng cửa mà gặp ai mà yếu tim là chắc xỉu với bà luôn á. Bà tuột này mà nó mấy cái lỗ này nè mọi người, ai mà có hội chứng sợ lỗ nhìn rất ớn lắm. Hà Vinh bán ăn nho. Nho mẫu đơn nè. Thích ăn nho này lắm. Cho nên là tiên mua để trong nhà lúc nào cũng có cho nó cho ăn. Nó không có hột với lá ngọt nữa. Nó dễ ăn. Cái này mà cho Hà Vinh nó ăn chắc nó nhai tới ngày mai chưa xong á mọi người. Bây giờ là buổi chiều rồi cho nên là trời cũng nắng dịu lại, cũng khá là mát. Đó. Rồi bắt đầu người ta tan tầm, người ta đi làm về cho nên là cũng xe cộ đồ, cũng có người đi qua đi lại rồi. Chứ còn tầm buổi trưa là không có một bóng người luôn á mọi người. Hà Vinh, con chi, ở bên Hàn Quốc này con chi là giống như là lấy ngón tay chỏ mà mình chọt trong cái lòng bàn tay nè mọi người, giống như làm massage các huyệt đạo mà cho em bé làm á, cho nó phát triển cái thông minh á, tại vì khi mình dùng ngón tay mà mình chọt cho trong cái lòng bàn tay như vậy nè thì sẽ rất là tốt cho não bộ nó phát triển á, cho nên là ở bên này là vậy đó, không biết bên Việt Nam mình có không ha. Miền Tây thì hình như là không có. Giờ sẽ ăn tiếp con thứ ba nè. Con thứ ba mình cắt sẵn luôn nè. Đây là cái trứng hay là cái gì đấy. Thôi mà quên nó đi. Ăn cái này đi.
Ngày mai Hà Vinh bắt đầu ở nhà trẻ nguyên ngày luôn, từ sáng tới chiều. Nếu mà khóc quá thì cô giáo sẽ gọi. Ăn hai con đầu còn ngon, còn nhai nổi. Tới con thứ ba nhai quá trời mỏi mọi người ơi. Nhất là cái phần đầu của nó, cái phần đầu của nó dài hơn cái phần chân nữa mà, cho nên rất là dài luôn. Ôi dịp bà. Hà Vân đem mắt kính cũng ngầu lắm á mọi người. Ba. Ớt cay quá. Hình như là mình được nãy là hình như là 11 con mực đó mọi người. 11 con mực. Vậy là tương đương khoảng 3, 6, 9. Một con khoảng 1 ký khoảng 4 con. 4 con, 3 con rưỡi, 4 con ha. Mình ăn 3 con. Là khoảng cả ký mực rồi đó. Một mình chơi cả ký mực. No quá mọi người ơi. No là cái thứ nhất, cái thứ hai là mỏi hàm. Wow, cái hàm nói chuyện cũng không nổi luôn á. Hôm nay mình ăn tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên. Nhớ đăng ký, like và comment ủng hộ cho Tiên nha. Một like, một comment, một đăng ký là một cái động lực rất là lớn đối với người làm YouTube. Tạm biệt mọi người. Hà Vinh à.